Quý vị đã đến với chương trình tin tức tổng hợp được phát sóng trên đài truyền hình IBC TV trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên hệ thống Galaxy 19 được phủ sóng toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada, trên các apps điện tử cũng như trên hệ thống website của IBCTV.us. Phụ trách chương trình tin tức bản tin 12 giờ trưa ngày hôm nay, xứ ngôn viên Hà Linh và Vũ Quang Vinh xin trân trọng kính chào. Và như thường lệ, trước khi đi vào phần bản tin chi tiết, xin mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung chính sau đây. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi đầu tư lớn cho việc tái thiết Pakistan sau lũ lụt. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden lên án cuộc tấn công nền dân chủ ở Brazil. Tin từ Israel, vaccine tăng cường COVID giúp giảm nhập viện người trên 65 tuổi. Tên lửa của Nga đã làm tử vong hai người phụ nữ ở chợ miền đông của Ukraine. Mở cửa biên giới Trung Quốc gấp rút gia hạn hộ chiếu cho dân xuất ngoại. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần bản tin chi tiết đầu tiên do xứ ngôn viên Vũ Quang Vinh trình bày. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi đầu tư lớn cho việc tái thiết Pakistan sau lũ lụt. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres vào hôm thứ Hai ngày 9 tháng 1 đã kêu gọi sự hỗ trợ to lớn từ các nhà tài trợ để giúp cho Pakistan trong nỗ lực tái thiết sau trận lũ lụt tàn khốc dự kiến sẽ tiêu tốn hơn 16 tỷ Mỹ Kim. Phát biểu khai mạc tại một hội nghị lớn ở Geneva, ông đã nói, chúng ta phải đáp lại phản ứng anh hùng của người dân Pakistan bằng những nỗ lực của chính chúng ta và những khoản đầu tư lớn để giúp củng cố cộng đồng của họ cho tương lai. Ông Guterres đã nói rằng Pakistan đã trở thành nạn nhân kép của cả tình trạng khí hậu đảo lộn và hệ thống tài chính toàn cầu từ chối cung cấp tài chính và xóa nợ cho các quốc gia thu nhập trung bình, đồng thời nhấn mạnh đến sự cần thiết của các giải pháp sáng tạo. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden lên án cuộc tấn công nền dân chủ ở Brazil. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm Chủ nhật ngày 8 tháng 1 đã lên án hành động của những người ủng hộ cựu tổng thống cực hữu Jair Bolsonaro ở Brazil, vốn đã chiếm quốc hội, dân tổng thống và tòa án tối cao của nước này. Ông Biden nói trong một tweet rằng ông lên án cuộc tấn công vào nền dân chủ và vào việc chuyển giao quyền lực một cách ôn hòa ở Brazil. Các thể chế dân chủ của Brazil nhận được sự hỗ trợ hoàn toàn của chúng tôi và không được làm suy yếu ý chí của người dân Brazil. Ông Joe Biden nói, ông mong muốn được tiếp tục làm việc với Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva. Theo tin từ Israel, vaccine tăng cường COVID giúp giảm nhập viện người trên 65 tuổi. Các nhà nghiên cứu Israel cho biết vào hôm thứ Hai ngày 9 tháng 1 rằng vaccine tăng cường COVID-19 thích ứng với biến thể Omicron do hãng Pfizer bào chế đã giúp giảm đáng kể số ca nhập viện ở bệnh nhân lớn tuổi. Với một số bằng chứng đầu tiên về hiệu quả thực hiện của vaccine, nghiên cứu của các nhà nghiên cứu từ công ty cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe Clalit, Đại học Ben Gurion của Negev và cao đẳng Sapir hiện vẫn chưa được bình duyệt khoa học. Nghiên cứu này cho thấy tỷ lệ nhập viện giảm 81% ở những người từ 65 tuổi trở lên đã được tiêm liều nhắc lại so với những người trước đó đã ít nhất 2 lần tiêm vaccine COVID, nhưng không phải là mũi tiêm thích ứng với Omicron. Nghiên cứu được thực hiện từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 12 và xem xét trên 622.701 người từ 65 tuổi trở lên đủ điều kiện nhận liều nhắc lại 2 lần. Trong số này, 85.314 người, tương đương với 14%, đã được nhận nó. Nhập viện do COVID-19 xảy ra ở 6 người nhận vaccine lưỡng trị và 297 người tham gia không được tiêm nó. Nghiên cứu đã cho biết, tử vong do COVID-19 xảy ra ở 1 người nhận vaccine lưỡng trị và ở 73 người không được tiêm nó. Các nhà nghiên cứu cho biết mặc dù tỷ lệ tử vong giảm 86% là gần với giới hạn thống kê do tỷ lệ tử vong tương đối thấp ở quốc gia này, nhưng điều đó vẫn rất đáng kể. Tên lửa của Nga đã giết chết hai người phụ nữ ở chợ miền đông Ukraine. Một tên lửa của Nga đã lao xuống một khu chợ làng ở miền đông Ukraine vào hôm thứ Hai ngày 9 tháng 1, giết chết hai người phụ nữ và làm bị thương bốn người khác, trong đó có một bé gái 10 tuổi, theo các công tố viên của khu vực cho biết. Đoạn phim do đài truyền hình công cộng Surspy
đăng tải trên ứng dụng nhắn tin Telegram cho thấy các nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm trong đống đổ nát lớn, những mảnh vỡ đang cháy và một hố lớn ở Shevchenko, cách thành phố Kharkiv khoảng 80 km về phía đông nam. Một bức ảnh do văn phòng Tổng thống Ukraine đăng lên mạng cho thấy lực lượng cứu hộ đang cố gắng kéo một người phụ nữ mặc áo khoác mùa đông dày ra ngoài đống đổ nát. Đầu và cánh tay của bà thò ra từ dưới đống đổ nát, nhưng không rõ liệu bà còn sống hay không. Quân đội Nga đã thực hiện một hành động khủng bố khác đối với dân thường. Một đứa trẻ bị thương, hai phụ nữ thiệt mạng, văn phòng công tố khu vực cho biết. Một tên lửa của kẻ địch đã đánh trúng khu chợ địa phương. Văn phòng cho biết thêm trong một tuyên bố bằng văn bản rằng họ đã mở một cuộc điều tra về tội ác chiến tranh tiềm tàng, trích dẫn thông tin sơ bộ rằng cuộc tấn công đến từ hệ thống phòng không S-300 ở khu vực Belgorod của Nga giáp với Ukraine. Mở cửa biên giới, Trung Quốc gấp rút gia hạn hộ chiếu cho dân xuất ngoại. Mọi người xếp hàng dài bên ngoài các văn phòng xuất nhập cảnh ở Bắc Kinh vào hôm 9 tháng 1, mong muốn được gia hạn hộ chiếu sau khi Trung Quốc bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới do COVID-19 vốn đang ngăn cản đi phần lớn 1,4 tỷ dân đi du lịch trong 3 năm. Việc mở cửa trở lại vào ngày Chủ nhật là một trong những bước cuối cùng trong quá trình dỡ bỏ chính sách Zero Covid của Trung Quốc, bắt đầu vào tháng trước sau các cuộc biểu tình lịch sử chống lại các biện pháp hạn chế virus nhưng lại gây ra sự bất bình lan rộng trong toàn thể người dân. Đang chờ gia hạn hộ chiếu trong hàng dài hơn 100 người ở thủ đô Trung Quốc, ông Yang Chengguo, 67 tuổi, một người đã về hưu, nói với Reuters rằng ông dự tới Hoa Kỳ để gặp con gái lần đầu tiên sau 3 năm. Cháu kết hôn năm ngoái nhưng phải hoãn lễ cưới vì chúng tôi không thể tham dự. Chúng tôi rất vui vì giờ đã có thể đi được. Ông Yang đã nói khi đứng bên cạnh vợ. Thị trường chứng khoán và tiền tệ của Trung Quốc mạnh lên vào ngày 9 tháng 1 khi các nhà đầu tư đặt cược rằng việc mở cửa trở lại có thể giúp khôi phục nền kinh tế trị giá 17.000 tỷ Mỹ Kim đang chịu mức tăng trưởng thấp nhất trong gần nửa thế kỷ. Động thái của Bắc Kinh bỏ các yêu cầu cách ly đối với du khách dự kiến sẽ thúc đẩy du lịch nước ngoài vì người dân sẽ không phải đối mặt với những hạn chế đó khi họ quay trở lại. Nhưng các chuyến bay khan hiếm và một số quốc gia đang yêu cầu các du khách đến từ Trung Quốc phải xét nghiệm COVID âm tính nhằm ngăn chặn một đợt bùng phát mới đang tràn ngập nhiều bệnh viện và lò thiêu của Trung Quốc. Trung Quốc cũng vậy yêu cầu khách du lịch xét nghiệm COVID âm tính trước khi khởi hành. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần bảo trợ thương mại. Sứ ngôn viên Vũ Quang Vinh và Hà Linh sẽ quay lại trong ít phút nữa với nhiều bản tin nổi bật như biến thể mới XBB.1.5 của COVID nguy hại cỡ nào. Hoa Kỳ viện trợ thêm 100 triệu Mỹ Kim giúp cho Pakistan khắc phục hậu quả sau lũ lụt. Hay Việt Nam tăng cường kiểm soát dịch bệnh COVID-19 vào dịp Tết Nguyên đán. Xin mời quý vị cùng tiếp tục đón xem.